Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi 60 giây Enter News của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Với cam kết 3.000 xe bus điện và 100% lợi nhuận thu được sẽ được tái đầu tư, việc Vinbus tham gia vận tải công cộng sẽ thổi làn gió mới vào mô hình vận tải ở tầm chiến lược nhưng đã cũ kỹ của các thành phố lớn. Không những vậy, Vinbus hứa hẹn sẽ đem đến cho những khách hàng trải nghiệm mới. Kinh doanh thua lỗ, không cầm cự được trước tác động của dịch Covid-19. Nhiều khách sạn ở khắp các địa điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đồng loạt giao bán. Nhưng trong bối cảnh khó khăn này, không dễ để sang tên. Để trở thành một siêu ứng dụng, mỗi nền tảng đều tìm kiếm những chiến lược khác nhau. Nhưng liệu Grab hay Gojek của Đông Nam Á có đấu được WeChat và Alipay của Trung Quốc? Điểm đến trong cuộc di rời của Samsung sẽ là Mexico, Hungary, Ai Cập hay Việt Nam? Điều đó phụ thuộc vào sức hút nội tại của các quốc gia này. Việt Nam sẽ làm gì? Cùng đà tăng của giá vàng thế giới, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng trong nước đã vọt lên 56,7 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua. Ông Fawa Rajazada, nhà phân tích thị trường quỹ Think Market nhận định vàng đã tìm thấy sự hỗ trợ khi đồng euro tăng giá so với USD. Các nhân tố nào sẽ lại hỗ trợ vàng? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.